Vâng, xin chào các anh chị và cô chú đã đến buổi live của em ngày hôm nay. Thì hiện tại hôm nay là 29 Tết rồi. Đó, thì cửa hàng xe máy ô tô Nguyễn Thịnh chúc các anh chị và cô chú ăn Tết một cái Tết thật là an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt nha. Để có tiền mà mua xe bên em ha. Thì sẵn đây sáng hôm nay em giới thiệu cái mẫu xe hiện tại cửa hàng đang có. Đó chính là Exciter và Sigurd Alac. Các xe số để anh em nhìn sơ hết năm nào thì cứ mạnh dạn alo hoặc inbox Zalo số điện thoại của em qua trên ha, để em báo giá từng xe. Thì hiện tại em đang có cái mẫu 135 và 150 nè. Đấy, em bán xuyên Tết nha anh em vẫn làm xuyên Tết ha. Thì hiện tại những cái con không biển số này thì rút hồ sơ về ha. Đó, biển số Bến Tre. Anh em nào mua thì cứ inbox của em Zalo hoặc là điện trực tiếp nha, em báo giá từng chi tiết trên xe nha. Xe số xe máy Alac, có con mô tô phía trong đó kìa, có mười mấy triệu thôi. Anh em mà cô chú mấy người lớn tuổi người ta chạy rất là dễ thương ha, đi cà phê rồi chơi ha. Nhưng quay Jupiter đây 2-3 triệu thôi. Em thì từ tầm giá 23 triệu đổ lên nha anh em, 23, 24, 25, 26, 27. Nhưng Alac phía trong rồi, Alac phía trong đó xe nó sẽ đẹp thì cũng nói bán khoảng 12 triệu lên nha, 12 triệu đổ lên mới bán được. Ẹt 17,5 nha. Còn mấy con 150 này thì anh em nào cứ hít thì bóc cái biển số và cái màu xe đi, em trả lời từng chiếc cho. Tại vì cái video thì hẹn nó có thời lượng có hẹn á, mình không có giới thiệu người được. Đó. Lô 4, quay HZT, Attila cũng còn nhiều hết anh em ha. Winner cũng còn khá đẹp ha. Con này có 23 triệu mấy thôi, chính chủ luôn, đời 2017 anh em. Đó, con này nữa. Bên em cũng còn nhiều dòng ha. Thì hiện tại em cửa hàng em Tết vẫn bán nha anh em. Anh em cứ mua thì cứ alo em mùng 1, mùng 2 vẫn bán bình thường, vẫn có người ở cửa nha. Ví dụ em không có nhà thì có anh em ở nhà, bạn bè em ở nhà. Đó, thì có mấy anh em làm chung thì ở nhà, thì em nhờ qua bán giùm cũng được bình thường không gì chứ. Đó. Thì cửa hàng của em thì nó ở xéo với bến xe Bến Tre nha anh em. Anh em ở xa có dù quê thì cứ chạy về nhìn qua phía tây mặt lại cửa hàng em liền. Ha. Có gì alo qua số điện thoại em là 0397026935. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.